Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Thưa các bạn, hôm nay cũng ngày nghỉ lễ, mình tranh thủ ở nhà thu hái cái cây cà gai leo và cây xoa các bạn nhé. Cà gai leo thì mình cũng băm được một chút rồi. Và đây là cây xoa tím các bạn nhé, chuẩn xoa tím luôn. Thực ra các bạn nhìn thấy đây, hoa màu tím này. Cây này cũng được 5 tuổi các bạn nhé. Hôm nay thời tiết cũng ủng hộ, nắng ấm lên rồi, mình cũng thu hái cây này để mình phơi, sau đó mình sẽ sao và sắc uống hàng ngày để chăm sóc sức khỏe các bạn nhé, phòng điều trị bệnh. Thế như các bạn đã biết thì cây ăn xoa tím và cây cà là cây leo thì trong clip trên kênh của mình cũng nói rất là nhiều rồi. Đấy. Những cây này là chủ yếu về chuyên về các bệnh về gan, men gan, viêm gan này, men gan tăng này, gan nhiễm mỡ này, sơ gan của trướng, ung thư gan, và sử dụng cho những người hay dùng nhiều thuốc tây, sử dụng nhiều rượu bia, hay bị mẩn ngứa, mề đay, nổi cục nhọc. Và đặc biệt nữa là cái rễ của cây cà gai leo và cái cây ăn xoa này là có tác dụng hỗ trợ điều trị cái bệnh về khớp các bạn nhé. Và một điều nữa là các loại cây này hỗ trợ điều trị gút, tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Và những cái trường hợp mà hay bị chứng bụng đầy hơi, bị táo bón đều sử dụng cây này được các bạn nhé. Đây là mình mới thu hái được một số rồi, còn một vài gốc ở kia nữa thì mình để mình thu hái xong. Là mình phải thu hái đến đâu mình dùng cái đấy. Đây các bạn nhìn thấy cái thân cảnh cây ăn xoa này gần bằng ngón tay và bằng ngón tay trỏ của mình vậy nhá. Đây có cái cành rất là to luôn, cho mình băm chừng đây, các bạn nhìn thấy chưa, rất to luôn. Bằng này uống thoải mái các bạn ạ. Mình sẽ phơi và sau đó sao và hãm uống thay nước là hàng ngày. Mình sẽ mang vào cơ quan để mình uống và mình cũng xin được dừng clip tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình.